Các anh chị, bây giờ mình sẽ học tới đoạn 2 của Thế Giới Mênh Mông. Sau khi mình làm xong thế trí tuệ Bát Nhã, tay mình đang đưa lên cao, mình sẽ vào thế Bạch Hầu Văn Hòa. Hít vào, xuống tấn, sửa tay ngang lại, lượn qua phải để mình lấy chướng và lượn qua trái. Hai tay để trước tim, cùi chỏ thúc ra đằng sau và mình thở ra, chuyển trọng lượng vào chân trước. Hai tay dâng ra đằng trước, sau đó mình vào thế bướm xòe đôi cánh, lật lòng bàn tay xuống nhẹ nhàng và đem tay lên, sửa chân sau, hít vào, chịu hết trọng lượng chân sau, chân trước thả lỏng. Sau đó mình làm thế vén màn, tưởng tượng trước mặt mình là một cái màn cửa, mình vén màn để mình đem năng lượng ánh sáng mặt trời vào trong tim của mình. Sau đó mình gập hai tay vào tim, hít vào và mình xòe hai tay ra đằng trước, thở ra. In, xuống tấn, out. Lần này mình sẽ cong cái lưng xuống, hai tay dang ra, hít vào, đem tay vào tim, thở ra, đổi trọng lượng ra chân trước, rồi mình về giữa. In, mình lượn qua bên phải, ao vào thế Bạch Hầu Văn Hòa, bướm xòe cánh. In, chịu hết trọng lượng chân sau, chân trước thả lỏng, thế vén màn. Out, người cong ra đằng trước, hai tay vào tim. In và out, đẩy tay ra đằng trước, đứng lên trở lại. Sau khi mình làm xong thế trí tuệ Bát Nhã, tay mình đang đưa lên cao, mình sẽ vào thế Bạch Hầu Văn Hòa. Hít vào, xuống tấn, sửa tay ngang lại, lượn qua phải để mình lấy chướng và lượn qua trái. Hai tay để trước tim, cùi chỏ thúc ra đằng sau và mình thở ra, chuyển trọng lượng vào chân trước. Hai tay dâng ra đằng trước, sau đó mình vào thế bướm xòe đôi cánh, lật lòng bàn tay xuống nhẹ nhàng và đem tay lên, sửa chân sau, hít vào, chịu hết trọng lượng chân sau, chân trước thả lỏng. Sau đó mình làm thế vén màn, tưởng tượng trước mặt mình là một cái màn cửa, mình vén màn để mình đem năng lượng ánh sáng mặt trời vào trong tim của mình. Sau đó mình gập hai tay vào tim, hít vào và mình xòe hai tay ra đằng trước, thở ra. In, xuống tấn, out. Lần này mình sẽ cong cái lưng xuống, hai tay dang ra, hít vào, đem tay vào tim, thở ra, đổi trọng lượng ra chân trước, rồi mình về giữa. In, mình lượn qua bên phải, ao vào thế Bạch Hầu Văn Hòa, bướm xòe cánh. In, chịu hết trọng lượng chân sau, chân trước thả lỏng, thế vén màn. Out, người cong ra đằng trước, hai tay vào tim. In và out, đẩy tay ra đằng trước, đứng lên trở lại.